Ok nha, xin chào tất cả các bác. Ngày hôm qua quay những cái đôi loa BMB này và hôm nay gửi hàng cho các bác luôn. BMB 2000C. Hình thức là hàng cực kỳ đẹp cho các bác và anh em chơi. Đây là những chiếc tem zin của BMB. Còn đây là em thay cái tem mới vào cho nó đẹp. Các bác nào thích tem zin thì em để tem zin nhé. Đẹp mỹ miều luôn. 5 triệu rưỡi một cặp này, anh em chơi không phải lăn tăn, mức đầu tư rất ok, bát 30. Với những năm trước thì các bác có thể phải bỏ ra đến 18 đến 20 triệu anh em chơi các cái cặp loa hàng mới như này. Và bãi đây thì bên em thì nó cũng là bãi rất là đẹp. Này đời nọ đời kia, con này nó trùng ở con kia em đang quấn. Con này 1200 mắt CSD 2000C BNB, số series 99, số rất đẹp cho các bác và anh em chơi. Không chỉ phải lăn tăn các bác nhé, anh em nhé. Ngoài các cái cặp này ra thì em cũng có cặp JBL 715. Đây là hàng, em có cả hàng loại 1 và hàng xịn. Hàng loại 1 thì có giá đâu đó khoảng trên 10 triệu. Rất là đẹp nhé. Đây là quay chi tiết cho các bác anh em xem này, trực tiếp ở ngoài trời này, chi tiết góc cạnh nhé, ngóc ngách các thứ là đầy đủ hết này. Con này đặc biệt là cái tiếng bát của nó thì anh em có thể thấy là tiếng bát của nó rất là sâu, ấm, nghe lâu nó sẽ không bị mệt. Cái loa nằm thì các bác chơi thì để nghe nhạc thì sẽ rất là ok, và thi thoảng hát thì cũng rất là tuyệt vời. Con này đặc biệt là cái độ bền của nó, em bảo hành cho các bác 5 năm đó, mua của bên em bảo hành cho các bác 5 năm về cái độ bền của cái dòng BMB này, cực kỳ trâu bò húc. Ngoài các loa BMB thì anh em có thể chơi các cái dòng loa B3, đó, B3 R210, đó, rất là đẹp. BMB anh em mua chỗ khác thì đâu đó khoảng độ 7 triệu rưỡi đến 8 triệu rưỡi, em bán cho các bác 5 triệu rưỡi đó, đúng không các bác? Cứ chỗ nào rẻ anh em mua. Cái này lô này em nhập rẻ, em bán rẻ cho các bác 5 triệu 500 nghìn đồng một cặp cho các bác và anh em chơi. BMB 1000 thì 4 triệu 8 anh em nhé. Còn BMB này là 5 triệu rưỡi, nó như nhau, khác cái màu một tí. Ok, em cũng xin chào các bác nhé. Anh em nào chốt thì liên hệ cho em.